Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay đã là 29 Tết rồi. Trời tự nhiên nó mưa các bạn ạ, không khí lạnh. Thì khi các bạn xem được video này thì chắc là cũng vào khoảng mùng 2, mùng 3 Tết. Này, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Thì ở video này hôm nay mình sẽ quay cho các bạn những cái bông hoa mà vườn mình hiện tại nó đang nở. Đấy, cũng có thể nói là ế hết cũng được các bạn ạ. Tại vì hiện tại bây giờ thì nó cũng hơi quá lớn một tí. Có những bông thì là mình mới sổ ra. Đấy, thì chúng ta bắt đầu nhá. Thì đây là một chậu này. Chậu này thì mình sẽ có một video riêng cho nó. Đây, mặt bông đây. Đây là một bông sổ. Cái này gốc Quảng Ninh nha các bạn. Quảng Ninh, đó. Mình sẽ có một video. Bông này cũng khá đẹp, khá ổn. Đấy. Tiếp đến là hai chậu. Xin lỗi các bạn nhé. Tại vì đợt này bia rượu nhiều quá nha, đờm hơi nhiều. Đây là bông đại thanh Phật Sơn, đại thanh Trung Quốc đấy. Thì đây bông này thì mình đã quay cho các bạn rồi. Đấy. Thì mình cũng sẽ có một cái video quay lại bông này. Tại vì hôm nay năm nay hai chậu nhà mình đều nở cơ. Đấy. 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 Tiếp đến là đào cơ thì không nói rồi. Đấy. Đào cơ thì mình không quay nữa nhá. Đào cơ thì mình có video rồi. Thực sự đào cơ thì mình không khoái cho lắm. Đấy. Tiếp đến là hai chậu hai chậu thanh trường. Hai chậu thanh trường mình đã quay rồi. Đấy. Hai chậu này thì nở hơi sớm. Đấy. Ví dụ như chậu này thì còn có mỗi hai tép. Đấy. Thực ra cái này chơi tép vẫn được. Đây, thế này. Này thì vẫn còn 4-5 tép này. Đấy, hôm nay 29 thì cũng vẫn chơi được. Nhưng mà có nhiều người ta không thích chơi những cái hàng mà nở nhồi như này đâu các bạn ạ. Tất nhiên là mỗi người mỗi gu mà. Đấy. Đây là thanh trường. Thực ra nói về thanh trường này thì năm nay nhà mình nở nó cũng không đạt đâu. Mình thấy nở nó cũng không đạt. Thứ nhất là cây nhà mình năm nay nó cũng không được khỏe khoắn cho lắm. Cây nó hơi còi. Đấy. Thành ra bông hoa nó không được đạt. Các bạn có thể thấy bông hoa của mình nó khá bé. Đấy, nếu các bạn theo dõi kênh của mình thì là cái năm ngoái năm kia ấy, có một cái bông thanh trường mà nó nở cái đợt hình như là ngoài Tết hay trước Tết nhỉ. Đấy, cái bông rất to đạt luôn. Đấy. Các bạn có thể thấy này. Đấy. Đây. Mình thử đếm một cái cần bông này xem nó được bao nhiêu bông nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 14 bông các bạn ạ. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 bông. Cần 14 bông. Đấy. Tiếp đến là mình có mấy chậu. Không, mấy chậu này không có chậu nào. Đây. Chậu này nhà mình khá là tồi. Đấy. Đây, hai chậu này. Hai chậu này thì chắc các bạn biết rồi đúng không? Nó là thanh ngọc tàu, thanh ngọc tàu. Nó là thanh ngọc tàu. Đấy. Đấy, nhìn cái này các bạn nhận ra luôn đúng không? Đấy. Thanh ngọc tàu, nó là thanh ngọc tàu. Đấy. Đây là hai chậu ế. Đấy. Đấy. Thanh ngọc tàu thì thực ra thì rất nhiều người chơi, chính xác là rất nhiều người chơi, giá rẻ. Cứ dịp gần Tết là các nhà vườn là cứ mua về xong là ghép chậu kiểu như nhà mình này, đấy. Xong là bán cho anh em chơi rất là dễ. Đấy, đấy hiện tại, đấy thời điểm hiện tại thì đấy, nhà mình còn hiện tại không, nhà mình còn những chậu đang nở là một chậu sổ Quảng Ninh này, chậu đại thanh Trung Quốc này, đào cơ này, gì nữa nhỉ, thanh trường này, thanh ngọc này. Đấy. Thì là cũng như ở đầu video mình đã nói thì là mình sẽ có một video riêng về cái cây sổ này. Bông này thì mình thấy cũng khá ổn. Đấy. Và một video về cây đại thanh Trung Quốc đi. Đấy. Mình thấy có vẻ anh em. Đấy. Đông đại thanh Trung Quốc đấy. Nhá.
chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng.